bài mới nhé. Bài học của ngày hôm nay là bài 93, Vần oan. Cô mời các em nhìn lên bảng, lắng nghe cô đọc. O a n oan, khờ oan khoan, giàn khoan. Cô đọc lại một lần nữa. O a n oan, khờ oan khoan, giàn khoan. Đọc theo thước chỉ của cô. Đọc lại một lần nữa. Chúng mình vừa được đọc vần oan, tính khoan và từ giàn khoan. Bây giờ chúng mình sẽ sang phần kế tiếp. Lắng nghe cô đọc. O á n oan, sờ oan xoăn, tóc xoăn. Lắng nghe cô đọc lại một lần nữa. O á n oan, sờ oan xoăn, tóc xoăn. Đọc theo thước chỉ của cô. Đọc lại một lần nữa. Cô mời các em đọc cả hai vần. Đọc lại một lần nữa. Em vừa đọc xong phần vần, tiếng và từ. Bây giờ chúng mình sẽ sang phần từ ứng dụng. Lắng nghe cô đọc. Phiếu bé ngoan. Cô đọc lại. Phiếu bé ngoan. Đọc theo thước chỉ của cô. Đọc lại một lần nữa. Chúng mình xuống từ kế tiếp. Lắng nghe cô đọc. Học toán. Cô đọc lại. Học toán. Đọc theo thước chỉ của cô. Các em hãy tìm cho cô tiếng có mang mình vừa học. Bây giờ mời các em nhìn lên đây. Cô sẽ gạch dưới chân các tiếng có mang vần vừa học và để so sánh xem có giống với các em không nhé. Nếu bạn nào giống với cô, hãy tự thử cho mình chạm khó tay nào. Chúng mình tiếp tục sang các từ còn lại. Lắng nghe cô đọc. Khỏe khoắn. Cô đọc lại. Khỏe khoắn. Đọc theo thước chỉ của cô. Chúng mình tiếp tục đọc từ cuối cùng. Lắng nghe cô đọc. Xoắn thừng. Cô đọc lại. Đọc theo thước chỉ của cô. Chúng mình vừa đọc xong hai từ. Bây giờ các em hãy suy nghĩ xem những tiếng nào có mang vần vừa học ở hai từ chúng ta vừa đọc, thì cô sẽ gạch dưới chân những cái tiếng đó và các em hãy xem là các em có làm giống như cô không nhé.
Nếu đúng rồi thì hãy tự thưởng cho mình chàng pháo tay nào. Chúng mình tiếp tục lắng nghe cô đọc bốn từ: xíu, bé, ngoan, học, toán, khỏe, khoắn, xoắn, thừng. Các em đọc lại. Cô mời các em đọc cả trang. Chúng ta vừa đọc xong phần thứ nhất, bây giờ các em sẽ sang phần kế tiếp. Ở trong bài này chỉ có hai dòng thơ thôi, chúng mình hãy lắng nghe cô đọc nhé. Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Các em chú ý lắng nghe cô đọc lại một lần nữa. Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Đọc theo thước chỉ của cô. Đọc lại một lần nữa. Chúng mình vừa đọc xong trong trên bảng, bây giờ chúng ta sẽ đọc ở sách giáo khoa nhé. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 22. Các em lắng nghe cô đọc. O a n oan, g oan khoan, giàn khoan, o á n oan, s oan xoan, tóc xoan, phiếu bé ngoan, học toán, khỏe khoắn, xoắn thừng. Các em hãy đọc nhẩm ở trang 22. Chúng ta tiếp tục nhìn sang trang 23 nhé. Lắng nghe cô đọc. Khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau, con ngoan trò giỏi. Cô mời các em đọc thầm trong sách giáo khoa. Bây giờ chúng mình đọc lại cả hai trang nhé. Cô cho các em một phút đọc thầm. Sau khi đã đọc xong rồi thì các em sẽ tập chép bài này, và phần tập chép thì cô sẽ ghi ở bảng phụ nhé.